Việc là có rất là nhiều lần mình ngồi với partner của mình, rất nhiều nhiều lần mình ngồi với đồng nghiệp của mình và họ đưa ra rất nhiều lời hứa mà họ không thực hiện, đúng không ạ? Có mà, thường thường mình có rất là nhiều lời hứa mình không thực hiện, đúng không ạ? Ngay cả cá nhân của mình cũng phải thực hiện nhiều lời hứa mình không thực hiện, đúng không ạ? Các anh chị thấy ở trong đây có ai đồng ý rằng là tập thể dục rất quan trọng không ạ? Mình đưa tay không ạ? Wow, bây giờ bao nhiêu người đang tập thể dục ạ? Dạ, tại sao mình thấy rằng là một điều rất là quan trọng? Và tất nhiên là trong mọi cái là mục tiêu của mình đều có một mục tiêu gì ạ? Sức khỏe. Nhưng mà tại sao chúng ta lại không làm điều đó? À, thảo một chút xíu nữa, tại sao chúng ta không làm cái điều chúng ta thấy ra thấy nó quan trọng? Và thậm chí chúng ta đặt mục tiêu mà chúng ta vẫn không làm đó, vì lý do gì ạ? À, sợ. Dạ vâng, một cái hôm qua chúng ta lấy đâu ạ? Lười, đúng không ạ? À, chúng ta có rất là nhiều các lý do để chúng ta có thể biện minh cho cái việc là tôi biết nó quan trọng đó, tôi biết nó tốt đó, thì tôi vẫn không làm. Thì mọi người nói rằng là tôi phải, qua nhiều người nói rằng là nếu muốn làm việc gì đó cần phải có động lực, đúng không các anh chị? Cần phải có động lực phải mới làm được. Bây giờ hỏi một chút xíu nhé, một cái người mà muốn tập thể dục được, động lực lớn nhất của họ đến từ đâu, có thể đến từ đâu? À, rất là nhiều bạn đã nghe hả rằng là gì, nếu như bây giờ mà em phải đánh thẳng vào túi tiền của em cơ thì em mới có động lực, được không ạ? Thế nào bắt đầu bạn sẽ làm cái việc gì với họ? Đi mua một cái thẻ kali. Thẻ kali thì rẻ lắm, có 18 chai một năm. 2 năm tất đến PT chào mà. 2 năm chỉ có 25 chai thôi. Mình quyết định mua 2 năm bởi vì mình xác định mình tập lâu dài. Được chưa? Mình xác định mình tập lâu dài nhé. Bởi vì mình vì sức khỏe của mình quan trọng lắm các anh chị. Mình còn khỏe, mình còn kiếm được tiền. Tập lâu dài, được không ạ? Thế đi tập thì mình cần phải làm gì ạ? Mua đồ nhé. Mua đồ đầu tiên mình phải sắm cho mình một đôi Nike 3,3 triệu. Bởi vì vì sao? Mình tập lâu dài. Giày nó phải tốt, nó phải đủ bền và nó ôm cái chân của mình tập để mình không bị đau. Đúng chưa? Mình có giày rồi mình nghĩ đến việc gì nữa ạ? Mình mua quần áo. Mình mua quần áo bình thường không được, bởi vì mình biết là mình phải tập lâu dài. Mình phải mua thêm 2-3 bộ Adidas để vì mình mặc mình thay đổi. Mà mua Adidas khoảng 1,2 triệu. Được không ạ? Tổng thiệt hại lên tới gần 40 củ. Và mình nghĩ rằng là nếu như không đi tập một ngày thôi mình mất rất nhiều tiền, mình thấy tiếc không? Tiếc. Ngày đầu tiên mình chạy 5:30, mình bật dậy, mình xỏ đôi giày 3,3 triệu, mặc bộ đồ 1,2 triệu và tầm được khoảng thẻ kali mình đến mình tập. Mình tập xong mình thấy sảng khoái. Cả ngày hôm đó mình đến công ty mình nói chuyện gì các anh chị? Tập thể dục. Phải tập thể dục đi, tập thể dục xong sảng khoái lắm. Bạn phải tập thể dục như vậy nó mới khỏe được. Tớ mua có thể cả đi xong là tập tốt lắm. Nhớ nha, tập thể dục nha. Ngày 1 kết thúc, ngày 2 làm đi. 5:30 mình vẫn bật dậy. Mình hẹn 5:30 mà, mình cam kết là mục tiêu của mình mà. 5:30 mình bật dậy. Trời bắt đầu đổ mưa. Mình đi tập vì cái gì ạ? Vì sức khỏe. Mà trời mưa mình ra ngoài thì làm sao? Nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế là mình phải làm sao? Mình phải đợi cho hết trái trời mưa. Thì trong lúc đợi nó có hai lựa chọn, đó là đứng đợi và nằm đợi. Mình lựa chọn nào? Lúc nằm đợi nó có hai lựa chọn: mở mắt đợi và nhắm mắt đợi. Cái gì lựa chọn cái nào? Và thế là ngày 2 kết thúc. Ngày hôm đó mình đến công ty mình nói chuyện gì ạ? Hôm nay trời mưa. Bắt đầu sinh ra gì rồi ạ? Lý do. Ngày thứ 3 lại tới. 5:30 mình vẫn cam kết mình bật dậy. Mình vẫn bật dậy, chân mình bắn xuống dưới. Mình nói câu: ô, 2 ngày rồi không tập thể dục vẫn khỏe. Tập thể dục quan trọng không? Quan trọng. Cái thẻ kali mấy chục triệu quan trọng không? Cũng quan trọng, đúng không ạ? Có tập không? Không tập. Như vậy có những bộ đồ chỉ mặc một lần và có những thẻ kali bán lại cũng anh không? À. Vậy thì đâu là lý do? Thưa các anh chị, ngày hôm nay chúng ta đặt mục tiêu về việc làm habit cho mình. Mình biết habit đó rất là quan trọng đối với mình, nhưng đôi khi chúng ta không thực hành nó. Là bởi vì đôi khi chúng ta nghe đi ở trên lớp mình rất là hay, mình nghe cái điều đó rất là tuyệt vời, nhưng nó chỉ là động lực bên ngoài của các anh chị.
Quay trở lại câu chuyện vừa rồi, cái anh chàng không đi tập thể dục đó, 6 tháng sau đi health check, bác sĩ nói 6 tháng sau không tập. Bây giờ chỉ có một cách để thoát tạch thôi, đó là một ngày tập thể dục 1 tiếng, được không ạ? Cần giấy đăng ký không? Không. Cần thẻ ca đi không ạ? Không. Và đến xin phép anh Hà cho em nghỉ sao sao. Bây giờ bác sĩ nói em một ngày thì tập 1 tiếng, nhưng em muốn tăng tốc lên, một ngày thì tập 4 tiếng. Em xin nghỉ luôn, em làm tập cho đấy nhé. Không cần một cái nào nữa, không cần bất cứ một cái điều kiện gì nữa. Nên nó đủ mạnh chưa? Đủ mạnh. Và chúng ta thấy rằng á, external motivation nó không đủ mạnh như chị. Nó phải là gì? Intrinsic motivation nó mới đủ mạnh. Khi các anh chị cầm ba hai cái thứ đó lại thì thực sự cái lúc đó là các anh chị mới có sự biến động, nó mới có thay đổi, các anh chị nó mới có thay đổi từ đó. Cho nên một habit này em phải rất hay, rất tuyệt vời các anh chị. Habit nào nó sinh ra cũng được tuyệt vời hết. Các anh chị học 7 habit thì các anh chị thấy bố quá tuyệt vời luôn. Không hiểu trên đời này tại sao sinh ra 7 cái thói quen nó quá tuyệt vời như vậy luôn. Không hiểu sao người ta nghĩ được như vậy luôn. Mày từ ngày ngoài nó cũng được như vậy luôn. Đó là như vậy đấy các anh chị. À, có như là có những cuốn sách mà em đọc cả đời nó vẫn chỉ có bán chắc đầu thôi. Nó là phụ lục. À, nó là mở đầu hết. Có những cuốn sách chỉ mới suốt đời nó là như vậy đấy các anh chị. À, cho nên đó, trong tổ chức hay trong cá nhân cũng vậy. Em là chỉ đọc lại trong lớp học thôi. Xin mạng phép được mời một số các anh chị lên đời đây. Nó chỉ có một cái công thức đơn giản như này thôi. Sở dĩ một người sinh ra rất nhiều reason để họ kháng cự lại hoặc procrastination, họ không làm cái điều gì đó bởi vì có ba yếu tố họ không làm. Chiếc khi ở đây nó bao gồm hai yếu tố, đó là đôi khi họ chỉ nhìn thấy một cái khía cạnh của chiếc khi, đó là pain, à đó là pleasure. Họ chỉ nhìn thấy một khía cạnh thôi, nhưng một cái khía cạnh đó là họ không cảm thấy những cái nỗi đau thực sự lớn xâm lấn họ khi mà họ không thực hiện cái mục tiêu đó. Vậy khi mình nhìn vào một cái mục tiêu không chỉ đơn thuần là một cái câu hỏi là đâu là cái điều hạnh phúc nhất là khi bạn đạt được mục tiêu này, hoặc đâu là điều hạnh phúc nhất là khi chúng ta hình thành được cái, mà đâu là cái nỗi đau mà chúng ta không hình thành được nó. Không ạ? Cái điều thứ hai là gì? Mình phải nhìn được cái một cái viễn cảnh rất là rõ ràng, cái vision. Mọi thứ đang xảy ra với mình nhìn như thế nào khi mình có hoặc không có mà nó cũng rất là rõ ràng. Và cuối cùng, một cái đầu tiên cần phải làm ngay đó là gì ạ? Action. Nó phải có cái đó. Bởi vì khi mà các anh chị học một cái bài rất là quan trọng trong những cái chương trình khóa học của mình, đó là cái gì ạ? Cái limited belief. Nó khá chứng được là cái không dù không có một dù một hành động nhỏ nhất cũng không làm. Đúng không ạ? Nhưng cái hành động nhỏ nhất này nó sẽ khiến cái gì ạ? Mình thay đổi cục diện của mình. Hà hay nói một cái câu chuyện rằng là khi bạn hình dung mình là một chiếc xe tải ở trước mặt, và mình là có một người gì mình đang đẩy một cái xe tải đó. Cái xe tải đó không thể nào mà lúc ngay được khi mà mình không bắt đầu bạn có những hành động đẩy cái xe tải đó lần đầu tiên. Cái niềm tin là những cái niềm tin giới hạn nó cũng đến từ cái việc là mình không có hành động nào cho nó cả. Bởi vì mình tin rằng là mình làm hành động như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ làm sao ạ? Hay mà thôi. Vậy thì mình phải có cái hành động đầu tiên, và hành động đó phải dám chắc rằng mình sẽ thành công đối với nó. Dù nó là nhỏ nhất đi chăng nữa, nó phải xây dựng sự tự tin cho mình. Thì khi mình có tất cả những yếu tố này thì mình bắt đầu mình bước qua cái lằn ranh của cái việc là vùng an toàn và vùng không an toàn. Các anh chị, vậy thì sở dĩ một người người ta không bước ra khỏi vùng an toàn bởi vì người ta cảm thấy quá an toàn đến nó rồi, và đó là một cái thói quen của họ, và họ không nhìn thấy những nỗi đau. Thói quen được sinh ra để protect mình nha các anh chị nhé. Thói quen được sinh ra để làm thỏa mãn mình nhé. Có rất là nhiều người thì chửi nhưng vẫn cảm thấy là vui, bởi vì không chửi thì mình không cảm thấy vui. Bởi vì hạnh phúc là được gì? Được nghe người khác nói mình nhận đi. Họ cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, và habit được sinh ra để vô tích người ta. Đó là cơ chế tự vệ về bản năng mà. Vậy thì khi mà muốn người ta bước ra khỏi cái đó thì cái việc đó hàng ngày họ tiếp nhận nó phải có nỗi đau cho người ta. Nhưng nỗi đau chúng ta phải có cái gì ạ? Phải có những hình ảnh, những sự đẹp đẽ. Cho nên trong những cái bộ, trong một cuốn sách rất là nguyên tắc của thành công của Jack Canfield, anh chị nhớ không ạ? Nó có bữa tiệc của thành công,
rất là hay. Bước tiệc của thành công đó là người ta giúp người ta có vision về cái bước tiệc đó. Anh chưa thành đạo tờ đúng không? Anh sẽ đến bước tiệc đó với một cái tâm thế là một người giám đốc. Và được mọi người recommend anh giống như một giám đốc để có cái vision này. Thì đó là cái câu chuyện mình tạm thời nói ở đây, từ những chi tiết sâu để cho một chút nó có thể. Thì mình có bao nhiêu tối này anh chị? Thì vậy thì khi mà mình làm một cái việc gì đó phải có một được nuôi dưỡng về motivation, phải có động lực để nuôi dưỡng nó. Habit cũng vậy, động lực đầu tiên của việc habit đó là mình xây dựng dựa trên tất cả những mục tiêu của mình có. Muốn duy trì được cái mục tiêu của mình có thì luôn luôn phải có cái motivation. Cái motivation đó không chỉ là ở bên ngoài mà phải là ở bên trong. Và mình tìm cái lý do để mình nuôi dưỡng cái mục tiêu đó phải như thế. Khi mình nuôi dưỡng một mục tiêu thì khi đó mình đang nuôi dưỡng được thói quen của mình. Hai đó nó phải kết nối với nhau. Cho nên Hằng nói rằng là thói quen không hiệu quả là một cái thói quen nó không mang tính kết nối với mục tiêu của mình thì nó không hiệu quả. Và nó sẽ không bao giờ duy trì được. Không duy trì được nhau. Và cũng có một cái nghiên cứu rất là quan trọng là những thói quen cũ luôn luôn nằm sẵn ở trong đầu. Nó nằm sẵn rồi và mình có thay thế được một lúc nào đó, nếu mình quên đi mình không duy trì nó thì nó sẽ pop up lại. Được không các anh chị? Đó là cách mà mình ghi nhận cái điều này. Thì đây chính là cái cách mà mình làm với anh chị ha. Được. Thì đây là cái cách mà mình gì? Mình luôn luôn ghi nhớ rằng là motivation ở bên ngoài là không bao giờ đủ. Nó phải là bên trong và nó là nuôi dưỡng cái mục tiêu của mình. Và khi mình nuôi dưỡng cái mục tiêu của mình, nó cũng nuôi dưỡng cái habit của mình.